Rồi thứ hai cũng dùng hiệu ứng lớp. Chúng ta sẽ chuyển một ảnh màu dạng hình chụp sang hình vẽ. Và chủ yếu của bài tập thứ hai này, chúng ta sẽ dùng hiệu ứng lớp là Color Rubber cộng với một hiệu ứng của filter gọi là Blur Rauschenler. Và chúng ta sẽ mở file Ensemble nằm trong mục Lesson 13 để thực hiện ví dụ này. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhân bản lớp background copy bằng cách chọn lớp background copy, nắm thả vào icon copy layer nằm bên phải của cửa sổ layer. Và chúng ta thấy có một lớp background copy được tạo ra. Bước thứ hai, chúng ta sẽ chuyển toàn bộ lớp ảnh background copy sang dạng ảnh đen trắng bằng cách chọn lệnh Image Adjustment. Chúng ta sẽ chọn tiếp là Desaturate bằng cách hoặc có thể dùng lệnh Shift Ctrl U để chọn lệnh Desaturate. Tiếp theo, chúng ta sẽ lại nhân bản thêm lớp background copy thành một lớp mới là background copy copy 2 lần. Và đồng thời các bạn để tiện quản lý, bạn cũng có thể đặt tên lớp lại bằng cách nhấn nút vào chữ background copy để đổi tên. Ví dụ ta đổi là layer 1 và hình trên đổi là layer 2. Mục đích của đổi tên để cho tiện quản lý chứ không có ảnh hưởng gì đến chất lượng của ảnh. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ làm việc trên lớp layer 2 bằng cách chọn vào layer 2. Chúng ta sẽ chuyển ảnh hình ảnh trên lớp layer 2 sang dạng âm bản bằng lệnh là Image Adjustment và dùng lệnh là Invert. Bước thứ ba, ta sẽ dùng hiệu ứng của lớp, chọn là Color Dubber. Và bước cuối là chúng ta sẽ dùng lệnh Filter, chọn vào mục Blur và Rauschenler. Trong mục này, chúng ta sẽ thấy rằng ta sẽ di chuyển vùng ảnh, di chuyển thông số ở chỗ radius để có được cái ảnh thành nét vẽ như ý muốn. Chúng ta càng kéo độ pixel càng lớn thì hình ảnh sẽ càng rõ nét. Và sau khi đồng ý với chất lượng ảnh này, ta nhấn OK. Thì bây giờ chúng ta thấy là nhận qua sử dụng hai hiệu ứng là Color Dubber trên layer 2 và Rauschenler, ta đã có được ảnh, một hình ảnh từ đen trắng, hình chụp từ đen trắng chuyển sang ảnh nét vẽ. Và để nâng nhu độ tương phản của ảnh này, chúng ta có thể chọn ảnh layer 2 và liên kết với ảnh layer 1. Chúng ta sẽ merge lại thành một lớp duy nhất. Tiếp theo, ta sẽ dùng hiệu ứng Lever để chỉnh lại sắc độ sáng tối. Bạn hãy nhấn Ctrl L. Chúng ta hãy di chuyển nắp thanh trượt trên cửa sổ layer để chỉnh lại độ sáng hoặc tối, độ sắc nét của ảnh. Và như các bạn thấy, nhờ cái hiệu ứng Color Dubber, chúng ta đã thực hiện xong một bài tập nhỏ bằng một công việc rất đơn giản là tạo ảnh từ đen trắng sang từ ảnh chụp sang ảnh vẽ. Và với cái công việc này, chúng ta có thể áp dụng thêm một số hiệu ứng khác trên layer 2 để cho nó rọi xuống layer background. Ta thấy có những hiệu ứng rất đặc biệt, chẳng hạn như từ layer 2 chúng ta lại chọn hiệu ứng là overlay chẳng hạn, thì ta thấy là nó ra hiệu ứng rất lạ so với ban đầu. Hoặc là chúng ta chọn hiệu ứng khác như chọn là đây như thế này, các bạn thấy một cái hình ảnh vẽ nhưng mà có pha chút xíu màu sắc vô.
Đó là qua bài tập chúng ta đã tìm hiểu thêm được một số hiệu ứng của lớp, và nhờ hiệu ứng này các kỹ thuật viên xử lý ảnh hoặc các nghệ sĩ chụp ảnh có thể tạo ra vô số những hình ảnh có những hình ảnh rất đặc biệt và mang đậm tính nghệ thuật trong nhiếp ảnh.